thì mời họ làm me luôn, còn không thì thôi. Ok, so far giờ mình sẽ dùng cái crystal clear, ok, cho cái base crystal clear nha. Ok, trước khi mà mình bỏ, đây là cái new bottle của Nutrisys, ok. So bây giờ Tony sẽ dùng cái số 1 này rất là lợi hại ha. Khi mình xài số 1 này nó sẽ giúp cho cái móng, nó liên cái móng rất là kỹ và sạch, ok. Nó giúp cho cái bột nó sẽ stay lâu ở trên cái móng, anh chị thấy không? Quét con cái, lấy con miếng nước, quét hết luôn, quá đã luôn, quá đã. Cái cọ rất là dễ làm nha mấy anh chị. Anh chị thấy không? Mấy anh chị đi hết cho Tony nha. Cái này không phải là creamer nha mấy anh chị. Đặc biệt cái này không phải là creamer nha. Cái này là nó sẽ giúp cho cái móng nó clean cái o, cái bacterial. Những cái móng như cái cô này là móng như móng dầu vậy đó. Nó sẽ giữ cho cái powder stay longer than the nail. So this number one, they're gonna have for the powder stay longer. And it clean all of the bacterial or the oil clean nail. Okay. Down before early of finish deep. Yeah. The stock market drop today. Okay, next. We use number 2. Number 2 này mấy anh chị thấy không? New bottle luôn ha. Rất là đã, cái cỏ sướng lắm. Nhà mấy anh chị này nhìn nè. À, cỏ đã không? Cỏ này là làm hết sảy. Ok. Bây giờ mình làm ha. Trước tiên á, móng như thế này á thì tôi này khuyên nè, mấy anh chị nè, quét cái đầu nè, chính giữa nè. Ok, tạo một cái đường xương sống cho nó cứng cái móng. Thường thường móng thiếp á, là tôi này đi vậy hết. Tạo chính giữa nè. Đó. Quét một lần 5 ngón luôn. Ok. Nước số 2 của Nutrien rất là mỏng, không có đặc nha. Cũng không có lỏng lắm, nó vừa lắm. Để vô là dính ha. Mấy anh chị nếu mà có xài thì thử, chưa mua thử thì mình mua thử về xài ha. Đó. Đi nè, đi lên khoảng cỡ 75% móng nha. Hello anh Nguyễn. Đó, đi lên 75% móng nè. Đó, kéo xuống thấy không? Nghiêng qua nghiêng lại nha. Tại vì mấy cái móng này nó curve, mình phải nghiêng qua nghiêng lại để keep cho cái powder đó nằm gọn trong cái móng, đừng có cái gel nó nằm trong cái móng, nó đừng có đi ra ngoài cái móng. Ra ngoài cái móng hồi bị mắc sét ha. Này đó, mấy chị thấy không? Đếp. Đếp một lần luôn, đếp một lần 4 ngón luôn. Ai nói mà hả làm lâu đâu. Đó, quét. Mấy cái móng mà nó khơ quá, mấy chị thấy không? Tony lúc nào cũng ép hai bên hông nè, đó thấy chưa? Ép hai bên hông vô. Rồi. Đó. Cái cô này á, mình nói cho nghe, cái cô này cô làm việc nặng lắm. Nên nó Tony sẽ đi một lớp nữa, mỏng thôi, mấy anh chị thấy đi nhiều chứ, nhưng mà hả rất là lẹ. Mình làm vậy là mình làm từ từ á nha, cho mấy anh chị coi á. Còn nếu mà làm mà thẳng thừng mình để cách bình thường mình còn làm lẹ hơn nữa. Đó. Quét vậy nè, nghiêng qua nghiêng lại. Đó. Quét một lần 4 ngón luôn, tại cái nước này nó rất là nó không có, nó không phải khô lại ở đâu, nó không phải để vô khô liền đâu nha mấy anh chị. Mình đừng có lo mấy cái chuyện đó. Nước số 2 nó rất là mỏng, khi mình để lên một cái đó, đụng vô crystal clear nó mịn nữa, hai cái nó nguyện với nhau là nó cứng cực kỳ luôn. Ok. Nên đừng có sợ là nó gãy. Crystal clear của Nutrien là number one. Có thể dùng trong tiệm mà mình có thể rất nhiều hãng. Nhưng mà crystal clear của mình có thể dùng cho tất cả luôn nha. Cho cái bay nè, sau khi mình nhúng hai lớp màu, ba lớp màu lên, mình bỏ cái crystal clear lên nếu mà khách muốn cho móng cứng ha. Yep. Ok, sau khi mình đi bàn thứ nhất xong á, chị qua bàn thứ hai nè. Mấy chị có cần hỏi gì thì nói cho Tony ha. Ok, đi nè. Đi cái đường xương sống nha, đường xương sống nó quan trọng lắm. Anh chị đi chính giữa cho thôi này. Đó, đi đường sống nè. Đó.
Thì cái này á, là cái giúp cho cái móng của mình nó sẽ cứng mà nó lại gọn đẹp, nó không có bị bè. Ok, đó, lần thứ hai đi lên khoảng cỡ 70-75%. Cái ngón cái á, tại vì mỗi lần nó nhúng ngón cái mấy anh chị mình phải xây qua xây lại, nên thôi thôi này nhúng cho nó xong cho rồi. Đó, rồi xong mà điên bàn này bốn ngón luôn. Đó, nhanh nó lẹ. Ok, thời buổi này là bây giờ mình phải làm gì mà có chất lượng, healthy mà lẹ, phải kiếm tiền lẹ, chứ còn mà làm mà mò riết không có tiền. Mà bây giờ không healthy thì khách nó bỏ đi. Đó. Đó, mấy chị đưa lên, đưa lớp thứ ba lên, mỏng thôi. Hi Cindy. Good morning everybody, okay? Live stream early. Tại vì hy vọng mọi người xem live stream hôm nay Amray thì mọi người đều Amray all day luôn ha. Thôi nè, mấy anh chị thấy ông Tony share hôm nay, thứ nhất là share cái Amray bình thường mọi người đều 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 được thấy rồi ha. Hôm nay mình muốn show Nutanix có cái mới coming out with new bottle. Cái new look, new bottle, cái cỏ nó rất là đã luôn ha, cầm sướng cái tay luôn. Ok. Tony thường thường á, là không có cầm, nhưng mà mấy anh chị nào mà cầm trên cái tay cũng đã nữa, tại vì á, cái này nè cầm là comfortable lắm. Ok. Đó. This is a brand new bottle. Yeah, I just came back from Vegas, so that's why. Yeah, then new soul from Vegas, so we coming out with new bottle, and then we have like the matching color with New Genesis too. Mấy anh chị nào mà đang xài của New Gen á thì rất vui là New Gen mới mới ra được 100 màu ha, 100 màu đầu tiên để matching. Ok. Xong. Bây giờ Tony sẽ làm như thế này. Ok, bên đây mình sẽ ambray 3 màu 128. You can put this one back right here. Ok. 91, little bit darker, and then 02. Ok. So mình sẽ làm 3 màu ambray. Mình để 3 cái màu này ở đây cho anh chị coi ha. Đó. Đó. Để vậy ha. No, right here. Xong á, bây giờ mình làm nhanh ha. Tôi sẽ búng nè. Thường thường búng á, mấy anh chị làm hai ngón một lần cũng được. Đó. Búng thì khỏi nói rồi ha. Búng, để mình búng cái kiểu này cho nó lẹ cho mấy anh chị nè. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm luôn cái chai số 2 luôn ha. Đó, mấy chị hay quét đã không? Quét là cái cọ nó bén, để vô cuticle, để đâu sắc đó, để đâu sắc đó. Ok, cái này mình làm sao đi, cái này mình làm trước nè. Bỏ vô, búng lên. Búng nhanh lẹ lên ha. Đó, Tony búng là búng lần hai ngón. Like it. The second one, I put this one. So you're gonna get three color. And you want a butterfly, right? Are you up today? You... No work? Yeah. Đó, mấy chị nè. Nhúng vô. Uống xong. Nhúng vô luôn. Ok. Đó, cò này đã quá. Để vô mấy anh chị xem. Muốn để đâu nằm đó. Bén, góc cạnh đâu rõ ràng hết. Và cái cò nó dài nữa khi mấy anh chị lấy được nhiều nước thêm ha. Rồi mình búng mình quét được nhiều ngón hơn mà nhanh hơn nữa. Đó. Hôm nay sẽ để nè, đó. Búng lên. Đó. Sáng sớm mình làm nhẹ nhàng kiếm bộ Amray thôi. Đó. Bỏ vô. Bỏ vô, thấy không? Rất nhanh lẹ. Đó, xong Tony sẽ xe liền luôn ha. Mình làm trước bàn đi ha.
Rồi xong cái mấy anh chị nào mà vô sau cái mình coi bạn thứ hai ha. Rồi xong xuôi cái mình bỏ thêm mấy con bướm lên cho nó đẹp đẹp nữa nè. Rất là đẹp. Bún bột 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 của nuôi nó mịn lắm mấy anh chị. Khi bún đã lắm, bún cái nó lan lan loang loang ra hết trơn. Nó không có bị cục cục cục. Xả vô. Thấy không? Quay lại ha. Đó. Quét sạch bụi ha. Xong. Rồi, dẹp thằng này qua bên, lấy thằng này với thằng này thôi. Đó. Mấy chị good morning mấy anh chị vô sao ha. Đó. Lần này mình đi cao hơn tí xíu, mình đi khoảng cỡ 98% đi nha. 98% ha. Tôi này cũng làm y chang vậy luôn. Tôi này sẽ nè mấy anh chị thấy tôi này quét không? Deep á, mình quét á cũng giống y chang như á là mình cầm cái cọ của deep á quét cái gì nè, cũng giống y chang như mình cầm cọ đắp vậy. Ok, lấy tí xíu nè. Hai cẩm khỏe không em? Deep ha, bỏ vô, bỏ ngay cái đầu thôi mấy anh chị. Bỏ ngay cái đầu nè. You see that? You come now, right? Nhìn á thì là một màu thôi, nhưng mà thật sự ra mình làm hai màu. That's what you like, right? Mấy chị thấy không? Nghiêng xuống, thả xuống. Rất là đơn giản, rất là lẹ ha. Thế xong rồi ha. Good morning. Tony like early cho mấy anh chị xem early ha. Vô cái mình thấy có khách nào mà chọn màu giống giống cái mình làm liền luôn, có tiền liền luôn ha. Còn mấy anh chị nào đang đi supply. Quên nữa. Cái new bottle thì chưa đến supply đâu, ít nhất cũng khoảng cỡ tháng sau lận ha. That's a brand new one. Chổng tay lên nè ha. Búng nhẹ một cái thôi là bột nó bay vô. Kiểu ombre này á nó coming out nó rất là natural mấy anh chị. Ok, nó super natural luôn. Yep. Ready đi. Mấy anh chị thấy cái cỏ không? Nó bén lắm, để vô cái là dính luôn gốc liền luôn. Màu hồng này nhìn cũng tươi mát. Thường thường ombre á mình búng hai bên cao, ở giữa thấp. Nó sẽ tạo ra ombre nhìn nó không có bị ngang ngang. Ok. Xong xuôi ha. Rồi đây mình có đó là butterfly, right? That's a lot. Just pick. Okay, let me put this one this time. Let's actually share luôn cho mấy anh chị ha. Share mấy anh chị tiếp luôn ha. Mình làm lẹ luôn đây, xong cái mình bỏ butterfly lên ha. Mấy chị nào mà vô sao á ha, coi ha. Lần quét này mình quét khoảng cỡ chừng 90% của móng thôi nha, đừng có quét cao quá. 90-95 thôi. Vẫn chừa ra. Chừa ra khoảng cỡ 3 con tóc vậy đó. Rồi, mình dùng cái màu lợt trước nè. Rồi mình ombre nè ha.
bún bún nhanh lẹ luôn, bún thoải mái, bột nó mịn, nó lon ra đẹp lắm, mình không có lo. Ok đó đó đó, xong rồi tiếp tiếp chặt thấy dễ không đó, nhanh gọn lẹ. Thấy cọ không? Đã quá trời đã luôn. Xong xuôi cái mình làm mấy cái này xong hết đi ha, rồi tới với phần mà làm thớp nha. Mình xe luôn cách quét thớp nha, nhanh lẹ cho bên chị ha. Mà nó bóng nữa. Thấy dễ không? Dễ làm quá trời luôn. Không nhận thích cái khâu này thiệt luôn á. Để vô cái là nó ra. Quét không cần canh luôn nữa. Để vô cái nó ra liền. Khi mà bún á, mấy anh chị nghiêng cái này lên nè, đó, mình thả cái bột nó rớt rớt tự nhiên vô trong ha, xoay cái finger này. Mình vô, ok, xong rồi dẹp cái màu này ra, cái mình bỏ cái màu này vô ha, đó. Which color you like? Which color? I'm gonna do this cream color. Really? With the no. Clearly, I'm so in love. I want to do the green too. Ah, you can do the green. What? I only have to pick one butterfly? No, one or two. But like more color, they're gonna show them up more, you know. Do you say the color look better? I think like do this one or this one. This one. Mm-hmm. No green. You can do green. Yeah, green too. Green too. Whatever. The blue and the green. Yep, yep. But I yes. Like the this clear, this white too. If you want, do it. Do what you like, honey. But I don't know the clear they're gonna sort them up a lot or not. You know. Yeah. Okay, I'll do these two. That's the point. 7 and 8. 7 and 8. Mình xong cái này á, mấy anh chị. Cái Tony số mấy chị bỏ mấy cái con bướm lên tay nè, cho nó đơn giản mà nhìn nó lấp la lấp lánh tí xíu. Nhưng mà cái móng cô này á, nó hơi nhỏ đó mà nó cong nữa. Con bướm nó hơi bự hơn tí xíu mà nó lại gọng nữa. Để không mình coi cái kiếm cách để mình bỏ lên ha, sao mà cho nó đẹp ha. Đó. I love this color. The dark one. That's the one you picked earlier, right? But actually, this color is fit with your skin, you know. Thank you. Nhanh lẹ, mấy chị ha. Okay. Rất easy arm rồi. Mấy chị có cần gì cứ comment ha. Hay là hỏi Tony ha, Tony xem cái tip cho. Quét sạch sẽ nè, xem. Đó. Dòng thứ mà mình đồ mình ngon á, mình làm ngon á, mình cảm thấy mình giống như supply nè. Hay là những cái đồ mà mình nó ngon á, mình làm mình cảm thấy mình thoải mái lắm anh chị. Còn làm mà đồ mà giống như nó không có đúng ý mà nó ấy á, mấy chị cảm thấy bực bội lắm đúng không? Khó chịu làm thấy mệt. Còn mà đồ mà nó ngon thôi mình làm đã luôn. Uống nguyên cà phê nha. Hẹn cho mình. Good morning, mấy anh chị uống cà phê chưa? Ok. Xong ha. Bây giờ mình bỏ mấy cái màu này bên đây cho mấy anh chị coi ha, mấy cái hũ màu. Bây giờ mình bỏ cái đó. Let me see. Xong rồi mấy anh chị
quét lên nè, đó. Quét sạch sẽ bụi nè, ngoài nhìn đẹp lắm, không biết nhìn rõ không, ngoài nhìn rất là dễ thương ha. Ok, quét sạch sẽ bụi ha, đó. Rồi, which one you say honey? Number 8? 7 8 7 8 Wow, that's pretty. Mình bỏ mấy con bướm này lên nè. Đó, bỏ mấy con bướm này lên ha. Which finger you want? Just green finger? Đó. Mình chỉ quét cái số 2 lên trên móng. Ok. Nhưng mà thường thường á, đừng có lấy cái cọ, thường thường thì dùng cái cọ để lấy. Nhưng mà bây giờ á, mấy cái này nó nhỏ, mấy chị dùng mấy cây mà giống như chấm bi á, mà nhọn nhọn vậy nè. Nhọn nhọn vậy nha mấy chị ha. Mình chấm tí xíu vô đây. Chấm tí xíu vô đây. Rồi lấy nó. Lấy xong á, mình mu nó. Mình giờ nó dễ hơn. Để nghiêng nghiêng nha. Để nghiêng nghiêng, đừng thẳng quá. Đó. Oh, I love this one honey. See? Okay. One more. Mấy người này là nói thích thần thích lắm. See that? Let me see. Same thing this one. On ring finger too. Hey, where your mom, right? A long time haven't seen her. Yeah, she's she went out of town for a while. Really? With her friends. Chị thấy không? Để lên dễ dàng, nhẹ nhàng. Đó, mấy này mình lên trên online mình mua cũng easy, đâu khó. Đó. Rồi xong rồi. Đó. Like it. Rất là dễ ha. Dễ làm tiền mấy chị không? Ok. Xong. Bây giờ mình quay lại nè. Mấy chị đi với Tony, tại vì cái cô này cô làm nặng ha. Mấy chị đi ngay chỗ từ này nè, thấy không? Mấy có chừng ở gần chính giữa, cao hơn chính giữa móng tí xíu. Đi một đường giúp Tony luôn. Đó, đi một đường luôn. Còn bớm này thì chét, quét nó hết luôn nha. Đó. Mấy chị thấy không nè, đi nè. Đi một đường giúp Tony luôn. Đó. Trên đây cũng vậy nha. Cái này là cái cách đó mà mình sẽ giữ cho cái móng nó đi lâu, quan trọng là không bị gãi, không bị nứt nha. Dùng crystal clear cover sau khi mà mấy anh chị nhúng màu. Nếu mà mấy anh chị á mình nhúng một màu cũng vậy luôn, ok, không cần phải ambre mình mới phải nhúng, nhưng mà một màu cũng nhúng luôn. Cứ hai lớp màu là mấy anh chị cứ bỏ cái lớp crystal clear lên giúp thôi này đi, là sẽ thấy nó khác liền. Đó, mấy chị thấy không này, cái cọ này đi sát cuticle rất là bén. Đó, mấy anh chị đợi ha, đợi supply, khi mà supply có ra thì mấy anh chị ấy ha. Cái cọ của bottle cũ cũng rất là good lắm, dành cho những cái móng mà nhỏ hay là những cái người mà móng ngắn á, không có gắn tip đồ này nọ đó, nói chung cũng rất là ngon. Nhưng mà mình nuôi trên họ ra công ty ra cái này mới, nó giúp cho mấy anh chị làm móng dài nè, quét nó chuẩn hơn nè ha, lấy được nhiều nước hơn ha. Đó, anh chị thấy không? Đó, đẹp. I like it. It's the right color. Mấy chị nè, quét nè. Đó. Nhớ nha, quét mấy cái móng á là phải nghiêng, nó ôm vô cái móng, nó không có bị mất cái shape của mình. Cái đó là cái quan trọng nhất nha.
Đó, nghiêng qua nè, đó. Xì xong ha. Thường mấy cái cỏ mà mình xài thời gian á, mà nó bị giống như nó bị mà lỡ mà cái màu mà nó dính vô á mấy anh chị nhớ nha, phải quẹt cái giấy trước mới bỏ vô cái chai số 2 nha, chứ còn không á là nó rất là dễ bị làm cho cái số 2 mình nó dơ cái màu á mấy anh chị. Bỏ cái số 3 này ha. Đó. Số 3 thôi. Nhớ bỏ cho đủ nha, đừng có thiếu nha. Khi mình bỏ số 3 thiếu nó sẽ khi mình giũa đó nó sẽ dễ bị lỗ nha, bị bể bột lắm. Xem this one. Đó, bỏ chính giữa giúp Tony. Đó, mấy chị đó. Xe giúp Tony nha, mấy chị có cần gì thì cứ hỏi nha, làm inbox hay là comment ha, Tony xong livestream nó Tony rảnh Tony sẽ trả lời cho mấy chị ha. Đó. Thấy không? Mình làm đâu có lâu đâu. Quét lần 5 ngón nhúng thôi. Mà đi như vậy bảo đảm luôn. Khách đi rất là chắc chắn. Không có bao giờ sợ bị giống như là bị gãy, bị nứt, bị mẻ đâu. Crystalia really good. Quét mà ha, tém nó vô. Cái cọ mà cái thăng bự vậy này mình ém nó vô luôn. Tại vì cái bột á mà nó đụng với cái honey tree rất là nó đụng với cái số 2 á, nó vừa dẻo vừa dẻo, mình có thể mua được. Mình có thể tạo cái shape luôn, giống như mình đắp bột á, mình dùng cái cọ mình đập nó ra, đập bột cho nó ôm vô vậy đó. Đó, cái này cũng tự tự vậy luôn ha, đó. Ôm vô cho cái móng á mình nó theo cái shape của mình. Không có bị phì ra. Đó, thấy chưa? Nhúng vô ha. Con bướm á, mà nó lỡ á, mấy anh chị mà lỡ mà dụ như có bỏ mà nó bị cao quá đó, mấy anh chị có thể dùng cái cây nhặn nó xuống, hoặc là mấy anh chị cũng có thể bỏ thêm một cái lớp clear lên nữa, extra, để khi mình giũa nó even ha, nó không có bị mắc bướm của mình ha. Thường thường bướm á, có loại nó dày quá đó mấy anh chị. Xong mấy chị bỏ số 3 lên giúp Tony đó, muốn cho cái cỏ đừng dơ ấy, thì vậy nó quét sạch sẽ bụi. Bỏ số 3 lên nè đó. Bỏ số 3 lên được chưa? Tôi thêm đây này. Bình thường tôi đi làm xong á nè, tôi đi xe mấy chị nè, cái nắp này đúng không, nó bị dơ mà thường lúc mình lấy keo lên lúc nào nó cũng bị dính cho đó hết á. Lấy một miếng giấy napkin, ok, chùi nó thấy không, sạch không, xong bỏ vô dặn lại không bao giờ bị dính trên cái nắp, ok. Còn cái chai số 3 cũng vậy nữa, dặn cho nó chắc nha. Rồi, trong khi đợi chờ cái này á, thì mình dẹp cái này đi. Cho nó sạch nè, đó. Rồi, bỏ lại ha. Rồi, let me see your hand. Ngay cái lúc này á, that's good. Mấy anh chị dùng cái dũa nó mịn chút xíu. Dùng cái dũa 100 hay là 120 á. Dũa cái xếp nó. Kéo nè, cái xếp nè. Bắt từ đây nè. Từ đây nè, để ngón tay vô chịu ha. Và không có đứt tay khách luôn. Đó, kéo xuống nè, ôm xuống, nhưng mà đừng có ghì mạnh vô đây, mình chà đây thôi nè, đó. Đó, thấy không, nếu mình giật mạnh vô quá nó sẽ mắc, nó bị cong cái này vô,
xếp. Ừ, rồi để đường nhẹ dưới. Ừ. Khi mà cái móng á, mà mấy anh chị biết không, mình đã làm, mình đã dũa, mình đã vô cái xếp rồi á, thì tới cái phần này nó rất là đơn giản, mấy anh chị thấy thôi đi làm không đó. Lấy cái dũa bo nó, bo cái móng cho nó đẹp, nó đều từ trong ra hết đi, đằng chút mình dũa nó nhanh, nó lẹ, nó không có bị mất công đó. Vuốt xuống, vuốt xuống, vuốt xuống, chà nó, chà nó nè, đó, thấy không? Ừ. Rồi trên dưới hai bên hông. Ừ. 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 Đó, thấy không? Rất là đẹp, rất là dễ. Thấy nhanh không? Nó rất là nhanh khi mà mấy anh chị quét cái keo á, quét cái gì ta, quét cái số 2 á, nó gọn rồi, nó không có bị bè hai bên hông á, thì cái xếp mấy anh chị không có bị mất cái xếp. Và khi mà dũa như thế này nó sẽ rất là lẹ đó. Mấy anh chị chỉ cần chạy sơn cái cubicle là mấy anh chị đã xong rồi ha. Thấy không? Dũa xếp nó quan trọng nha. Thường thường á, khách á, mà mình muốn lấy được khách á, là design thì khỏi nói đi ha. Cái quan trọng nhất á, là cái xếp. Mấy anh chị phải làm sao mà ra cái xếp nó đẹp, khách nó sẽ không bao giờ bỏ mình được đâu. Mà mình cái xếp mình dũa theo cái ý của người ta thích rồi á, thì khỏi khỏi lo luôn, sẽ đi theo mình hoài luôn. Trong thì khó chứ. You say where you live, honey? I forget. I told Stockbridge. Stockbridge? I told you I'll be an hour away from you. Oh, thank you for coming. You're welcome. That's why I do your nail pretty. The shape look good, right? You know, like your nail is difficult because like they skinny, you know, and then they curve. Yeah. That's the part right there. So that's why if you don't be careful, they're gonna make for your nail look bulky. Yeah, you know that, right? Cái móng á mà nó skinny á mấy anh chị, nó nhỏ mà nó lại cong nữa đó. Yeah, mình làm phải cẩn thận nha. Không á là mình bỏ bột lên á, mình thấy bột lên á là nó sẽ bị phì ra, mà nhìn nó kỳ lắm nha. Okay. Bởi vậy Tony nói á, cái cọ của khi mình sử dụng dip á, cái cọ mà quét cái khe số 2 nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Ok. Mình làm á mình phải nói chung là mình phải control được cái nước khi mình apply lên cái móng. Nó sẽ giúp cho cái móng của mình nó ra đẹp, cũng giống y chang như mấy anh chị đắp bột mà dùng cái cọ đắp bột. Cái cọ đắp bột ngon thì tất nhiên mình đắp bột nó sẽ ngon ha. Ok, xong rồi bây giờ mình dũa nha. Chạy máy nè. Chạy máy này cũng đơn giản lắm. Tôi thường chạy á, tôi này sẽ đi hai bên hông trước. Ok, phay hai bên hông trước. Rồi, phay ở trên đây. Đó, mấy chị thấy không? Tôi này phay trên đây. Phay trên đây từ trong ra ngoài cho nó đều đi ha. Mình nghiêng qua cái mình coi nè. Đó, đều rồi, xong. Rồi, mình giật cái cuticle. Mình chạy đường cuticle. Đó. Xong. Xí á. Đó. Bên hông quan trọng nha mấy chị. Bên hông cho quan trọng cho nó sạch cuticle bên hông ở chỗ này nè. Tại cái chỗ này nó mọc ra nó dễ bị hở lắm. Đó. Clean đó. Nè. Chạy nó. Clean đó. Ok. Đó. Rồi thì trong ra. Từ trong ra. Đừng có vô cuticle liền. Ok. Đừng có vô trong sát cuticle liền. Mình phải clean đó. Lên nó đi. Đó. Từ trong ra cho nó ngay, nó thẳng. Đó, xong.
rồi đưa cho cuticle. Tại vì khi mà mình lên ở ngoài ngay chỗ cái phần này nè mấy chị, ngay khúc này nè, đó là nó nằm xuống rồi. Thì bây giờ mình đưa cái dũa vô thôi, mình chạy nhẹ qua cái thôi, là cái móng của mình nó sẽ lại từ ở trong, từ ở cái móng thiệt đi lên trên cái bột luôn, nên mấy chị không có lo là nó bị cái gờ hay cái gáp ở chỗ đó ha. Đó, dũa hai bên hông cho nó ôm cái móng vô, cuticle hai bên hông chăm sóc nó trước. Ok, này là mình share với mấy anh chị là mình mới vô bắt đầu mình dũa nha. Còn mấy anh chị nào mà đã quen cách dũa của mình rồi thì mình cứ ấy nha, đừng đừng ném đá con này nha. Nó lài hay cho nẻ lài rồi mình cứ để cái dũa cho mình nằm xuống thôi, là bảo đảm đi ra cái móng hả, nó liền lạc đi một hai tuần ba tuần ra cái móng nhìn nó rất là đẹp. Nhà đó thấy chưa, đó hồi nãy lúc mà Tony quét keo á, Tony mấy anh chị có thấy Tony nói là mình để từng lớp không, giống như là 90, 95, 10 cách vậy đó. Đó cái đó là cái phần này này, khi mình làm vậy ra lúc mình dũa vậy nó rất là đẹp, mà cái móng mình nó từ cái móng thiệt nó lên cái móng bên cái bột á, nó rất là lài lên, nó rất là natural. Khi mà cách mà mình về mình nó mọc ra là cách nó không có bị cái dày gì ngay chỗ cuticle đó, thì lúc đó là nó sẽ ở lâu hơn mà nó không có bị hở nha. Tại vì khi mà người ta tắm gội á, người ta gội đầu á, tóc á nó dày quá nó dở lên anh chị, dở lên mà nước nó vô thì tội người ta, anh chị biết rồi gì, nước nó vô thì tội lắm. Đó mình chăm sóc hai bên hông nè, đó rồi đi vòng hoài trước nha, đừng vô trong nha, đi vòng hoài trước đi. Đó cho nó đâu đó rõ ràng hết đi, vô xếp ha, từ trong ra ngoài ha. Rồi xong rồi mình vô trong, mình để nhẹ nè. Đó cái dũa nằm xuống ha, đừng dũa đứng nha, dũa đứng, dũa đứng mới sao, dũa đứng cắt cắt cái móng thiệt của người ta. Có nhiều lúc á tôi thì thấy nhiều khách lại thấy cái móng thiệt á nó cắt, trời ơi cắt sâu xuống giống như là nửa móng luôn vậy đó, tội ghê luôn. Anh chị thấy không nè, đó kéo 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 whenever I put the top on there so your butterfly is sort of I like it, like you're in the light or in the sun. So the butterfly is pretty cool. Đó anh chị thấy không nè, tém 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 tém, dễ không? Tony live stream và Tony share mấy cái kinh nghiệm mà giống như là rất là dễ nhất luôn cho mấy anh chị để làm á, rất là dễ luôn. Cứ giống như mình nói, mấy anh chị cứ thử, giống như mình, mấy anh chị mà mới bắt đầu vô làm y chang vậy đi, bảo đảm ra cái móng đẹp, bảo đảm luôn. Đó hai bên hông nè ha, tém vô nè, tém 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 tém, rất nhanh mà lẹ nữa. Mà khi hồi nãy mấy anh chị biết khi mà mình quét keo kỹ rồi như Tony nói á, ở cái khúc này mình làm lẹ lắm. Vô trong cái ha, xong. Xong cái này ha, cái mình bỏ cái khớp lên cho mấy anh chị coi. Có rất là nhiều mấy anh chị nhắn tin hỏi mình, ồ cái top bị này bị kia, thì mình đã cùng chia sẻ mấy cái kinh nghiệm của mình cho mấy anh chị á. Thì ngày qua kia cũng có nhiều người nhắn tin trả lời cảm ơn này nọ, là cái cách mà bỏ top á. Tại vì nhiều khi tham tham mấy anh chị biết không, mấy anh chị bỏ sai rồi mấy anh chị làm giống như mình bị làm cái hồi bị rối lên đó, xong cái mình làm không được cái mình hơi khó chịu. Nhưng mà đừng lo, cứ nếu mà sai cái chuyện gì hay là nó bị cái vấn đề gì á thì cứ nhắn tin. Ok, giống như mình không biết cái gì thì mình tìm những cái người nào mà người ta biết cái phần đó, người ta sẽ share với mấy anh chị. Con này cũng học mà, giống như mình con này thì biết gần về mấy cái vụ deep này thì con này share với mấy anh chị, còn mà con này không biết về mấy cái vụ khác á thì mình đi kiếm mấy người khác mình hỏi, xong mình biết thì cái người nào hỏi mình thì mình share lại. Thời buổi này bây giờ là công nghệ mà, mình cứ chia sẻ với nhau thôi, đâu có mắc mát gì đâu.
Mấy con bướm này vũa cẩn thận nha mấy chị, vũa không mắc bướm đó nha. Elbow honey. Khi mà khách đó làm hồi á, cái tự nhiên cái elbow của người ta, cái cùi chỏ của người ta cái đưa vô sát trong mà, là hồi mình thấy cái tay mình á, mà nó nghiêng nghiêng qua bên bên đó là mình biết rồi đó. Kêu họ mua ra giùm mình. Xong ha. Xong rồi cái mình buffer. Ồ buffer mình cũng xe cách buffer luôn nha. Ok, giờ mình cách này bỏ thớt nữa ha. Buffer đó. Hôm mấy anh chị bóp nha. Bóp bên hông nè. Bóp xuống nè. Ngay khi tôi cầu thì bóp ngang vậy ha. Rồi bóp xuống. Đó. Bóp xuống. Bóp xuống. Nát chứ. Cái màu này gấp là đẹp nha mấy anh chị. Mix hai màu với nhau nó khơm out pretty good. Đó. Xong ha, xong xuôi đi rồi mình xe khách bỏ thớt này nhanh lẹ. Có hai cách nha. Có hai cách. Ok. How you feel? Lie, right? Trước khi mình bỏ đó mấy chị. Lấy cái này nha. Ok. Khi mà bỏ số 3 này á, nhớ nè, bỏ cho nó đủ nha, đừng thiếu nha. I love this color. Color blue, huh? And then cách thứ nhất á, là mấy anh chị thấy thân này không, vừa quét xong mở cái quạt lên. Thì thường thường bàn nail nào cũng có cái quạt. Mở cái quạt lên ha. Cái mình bỏ tay vô cái quạt. Ok. Xong á, hoặc là mình cách thứ hai á, là mấy anh chị bỏ cái số 3 lên nè. Xong xuôi á, cho khách đi rửa tay. Đi rửa tay, đi mà đựng bữa xà bông nha. Rửa tay xong quay lại. Make sure là cái tay của người ta khô, đừng có nước trên đó. Rồi xong rồi mình sơn số 4 lên. Ok, cái cách sơn số 4 nha, tôi cho hai mày. Ok. Khi mà xài xong số 3 nha, nhớ cẩn thận nha. Tape lại. Tape lại, đừng có để cho nó cứng quá. Ê mình đừng có để cho nó hở ra, tại vì nó hở ra cái smell á, cái quality nó sẽ bay đi ha, nó bay hơ đó nha. Dặn chặt lại. Còn cái này là cái cọ để cleanser. Cái này á là giống như cái số 4 của mình mới lại bị cứng á. Trong trường hợp mà giống như emergency á, anh chị lấy cái cọ của số 4 bỏ vô đây, lấy cái cọ này sơn liền ha, nhớ nha. Cái này là cũng rất là tiện lợi luôn. The new look, new brush too. Ok. Ok, let me see honey. Ok. Khi mà sơn nè. Cái này là cái bàn thứ nhất nha. Số 4 thì mà mấy anh chị sơn á, lần thứ nhất mấy anh chị đi không cần sát cuticle, nhanh lẹ mỏng. Ok, đi hết 5 ngón hay 10 ngón, quay lại mình đi lớp số 2 ha. Thì con này đi cho mấy chị coi ha. Đó. Đó. Nhớ nha, đi trên cái móng này cũng vậy, cũng phải ôm lên nha. Cũng phải ôm hai bên hông lên nha, đừng có quét cho nó bè, nó gớt dày treo hai bên hông là cái á. Cái sếp mình nó mắc nha, làm công cực khổ từ nãy giờ vũa mai ha, mà cuối cùng mà nó mắc cái sếp nó là xấu rồi, tội nghiệp luôn á. Khô rất là lẹ nha mấy anh chị. Cái cách này mình xe khô rất lẹ luôn.
Xong. Ok. Đi từ 1 tới tới 10 luôn đi ha. Đó. Một chút mình share thêm một cái tip này nữa cho mấy anh chị, ok. Chờ nha, mình làm xong đi mình share cho nè. Trong thời gian mình đợi cho nó khô á, mình share cho mấy anh chị. Ok, mấy cái móng mà nó cong nè ha mấy anh chị ha, tôi này nghiêng qua nè, đó, nghiêng qua. Nhớ nha, quét một ngón á là lấy một lần nước thôi, đừng có quét một ngón mà lấy một lần nước mà quét hai ba ngón. Tại vì sao biết không? Khi mà mấy anh chị quét một lấy một lần nước mà quét hai ba ngón á, thì mình sử dụng hết hết cái nước ở trên cái cọ đó, cái cọ mà nó bám vô cái móng á là nó sẽ dễ làm cho cái cọ nó bị cứng, bị frozen đó nha mấy anh chị. Nhớ nha. Cách đó nó rất là quan trọng. Đó, nghiêng qua nè. Cái thứ hai á thì mình quét á, quét sát cái cuticle. Ok. Đừng có lên cuticle nha, sát thôi. Đó. Ok. Sát cuticle. Còn nó quét đã quá. Nghiêng qua để cho ép ép cái keo nằm vô trong cái xếp của mình, không có để cho nó bị mắc ha. Ok. Mấy chị thấy tôi này quét không? Đâu có bị cứng cái cọ đâu. Tại vì khi mình quét á, một ngón á, cứ mình lấy một ngón cái mình lấy một một lần nước như vậy nè. Đừng có nhặn cái cọ. Ok, quét nhẹ nhàng thôi. Cái này straight giúp không được. Sometimes á, khách á, họ cái ngón tay họ cụp xuống á, nó sẽ làm cho mình đụng với mấy ngón cái ngón tay của mình, cái keo á nó sẽ bị mess up á. Nó sẽ không có được được nó không có bóng nha mấy anh chị, phải kêu khách thẳng ngón tay ra nha. Tới cái phần này rồi là quan trọng lắm, còn có mấy second nữa là xong rồi. Đừng để cho bị mess up mà mình ngồi mình sửa lâu lắm. Nghiêng qua nè, đó. Ok. Bây giờ Tony share cái cách này cho mấy anh chị này nha. Khi mà thường thường á mấy anh chị về á. Xong luôn mình share luôn cái này lại nữa. Khi mà mình xài xong cái này mấy anh chị dùng cái miếng giấy chùi sạch. Ok. Chùi sạch cái miệng đó. Đó, rồi đóng lại. Khi mà mấy anh chị xài á, nhớ khi mà cái này là brand new, mới mua về á, put your hand here. Khi mà mình mới mua về á, cái nước này nó rất là lỏng. Ok, nó lỏng. Thì á, sometimes nó lỏng như vậy nó mới quá mấy anh chị á. Nên á, tôi thì khuyên á, nên á về mở nó ra luôn. Mở hẳn nó ra vậy nè, đó. Mở hẳn nó ra vậy luôn. Để cho cái nước này nó hơi giống như nó bay bớt đi, nó hơi tí xíu đặt lại. Là cái số 4 nha. Nó hơi tí xíu đặt lại thì nó sẽ giúp cho cái nước mình nó bóng nhiều hơn. Ok, tại cái nước mà nó hơi dày hơn tí xíu cho số 4 á thì nó sẽ làm cho cái móng mình nó bóng. Còn mấy anh chị về mình thấy nó lỏng quá lỏng. Hay nó lỏng không? Tại vì cái này nó quá mới. Ok, tại Nutrien á họ sản xuất là vừa ra cái nào á là nước đi liền ngay tức thì luôn, không có bị tồn kho. Nên ít khi nào mà anh chị thấy cái nước mà nó ấy lắm. Mà khi mình về á mình mở ra chừng khoảng 1 2 ngày vậy nè, để cho cái nước nó thường á mình xài khoảng cỡ độ chừng 3 4 bộ tay là mình sẽ thấy càng ngày cái nước mình nó càng bóng lên. Và tại vì cái nước thì nó sẽ giống như là dày lại tí xíu, nó quét lên nó rất là bóng mà nó lại đẹp nữa. Còn khi mà nước mà nó mặt nó lỏng quá như vậy nè thì mình mở ra mình để như vậy đi, để vậy đó, đó cho nó dày lại rồi mình quét nó sẽ bóng hơn ha. Ok, xong bây giờ mình quay lại mình test nha. Ok nè mấy chị thấy không, thấy bóng không? Shiny. Ok, cái này là cái bàn đầu tiên ha. Mình thử nha. Nè, khô rồi nè. Let's try already. See that? Khô thấy không? Khô rất lẹ. Ok. Sau khi mà mấy anh chị làm xong á, mấy anh chị để cái dũa cho nè, thẳng cái này nè, 90 độ.
đứng lên cũng được. Rồi dũa. Chị thấy không? Dũa. Bóng cực kỳ. Dạ. Xong ha. Cái mình bỏ một tí xíu oil vô, cái mình chụp hình thôi. Chúng mình xịt quay mấy oil. À, khi mà bỏ oil rồi mình chỉ bỏ lên trên đây thôi, đừng bỏ lên móng nha. Bỏ lên móng á, mình chụp hình á, nó cái độ bóng của cái này nó bóng lắm. Cái dầu nó sẽ làm cho cái móng mình nó bị mờ đi. Nên đừng có bỏ cái dầu lên trên cái móng. Ok. Đó. Thấy dễ không? Đơn giản như đang giỡn. Đó, xong. Rồi qua ngày đây nó khô luôn rồi này ha. Khô rất là lẹ. Mấy chị vũ như vậy nè, nó sẽ làm cho cái xếp mình nó sắc hơn nha, nó rất là sắc. Để mình chụp hình ha. Đây là mấy cái tip á, khỏi cần mà giơ tay lên nó ngược rồi vũ. Để mình nhìn từ trong đây đi, nhìn ra nè. Để vuông góc với cái ngón tay, vuông góc 90 độ. Rồi ra. Thấy không? Show you the way. Thấy chưa? Lại cái xong rồi, bụi mấy cái bụi này đi. Rồi bỏ miếng dầu lên. Ngay cái cuticle này. Đó. Đó. Xong rồi, vuốt. Đừng có vuốt lên trên cái móng nha. Đó, vuốt vậy thôi. Thấy chưa? Mình là mình share hết kinh nghiệm luôn. Rồi mấy anh chị chụp hình. Chụp hình thì easy thôi. Đó, để như em để như vậy cũng được. Mà nhớ nha, chụp hình là mấy ngón tay nó phải dính với nhau. Dính với nhau vậy nè. Đó. Ok. Để chụp hình hoặc là turn vậy cũng được. Đó. Turn vậy thì ba ngón tay nó phải cùng nhau vậy ha. Thank you. Thank you cho mấy anh chị watch live stream share giúp Tony ha. Hy vọng là cả ngày nay mấy anh chị làm ombre nguyên ngày luôn nha. Ok, Tony sẽ tắt cái like ha. Rồi xong mình sẽ move on tới khách mới. Thank you for you guys watching, ok. Ok, anh chị enjoy the day ha. Bye bye.